Em chào cả nhà nha. Sức khỏe cả nhà. Bữa nay hai chồng ngồi nghiêm túc. Nghiêm túc đứng tay chân quơ ly chia nghe cho nội. Hai giọng nghiêm túc giống cái hình thờ quá. Rồi. Câu trước câu sau cái bắt đầu là vô duyên từ từ đó cả nhà. Rồi đến nhìn giống rồi, giống như. Chơi tâm sự cả nhà. Tâm sự bữa nay là hồi đó giờ làm YouTube cả nhà. Em cũng nói phép với cả nhà là em học lớp 4 này kia đó, nửa năm lớp 4 nữa nha. Chơi là em học đại học cả nhà. Rồi em hồi xưa em đi làm cho mình Bình Dương chứ Hóc Môn á, trển á là em làm kỹ sư về bên ba em quy sinh tôm bển á. Thì em với bộ em nói là cũng nhăn rồi đó, không phải cả nhà. Lương em lần làm tới tháng 40 triệu lần. Rồi nghĩ giờ làm YouTube tháng tới 800 triệu. Chứ em với bộ quay hay quay phim mà em để tiêu đề ghi sai chính tả này kia đó, để cho anh chị đồ vô bình luận này kia để cho có cái bình luận á, chứ là em học tới đại học lắm. Đó, cái đó là do người ta nói anh chị. Cái đó là người ta nói. Còn thật sự là em là nửa năm lớp 4 chị ơi. Vẫn làm công nhân nhiều chưa. Còn mấy cái ông nội ghét em mà lên nói em vậy đó, nói em mới dốc mới láo đó, em mà dạng đại học rồi thì giả bộ ghi nói sai tiêu đề này kia cho người ta vô này kia, nói mình cố tình ghi tiêu đề sai nhưng mà thật sự dốt biết kỹ có gì nữa cả nhà. Mấy kia nữa, mấy người kia ghét em dữ vậy đó, rồi tự nhiên nói vậy đó mà em không biết em có nói đụng chạm vô mình làm gì ghét, em không biết ghét làm gì nữa. Mà em có nói gì đụng chạm tay đâu, em chỉ quay phim người cuộc sống hàng ngày gia đình này kia, có cái gì vui hay hay là này kia chia sẻ cho cả nhà, còn nấu nướng này kia vợ biết nấu cái gì chia sẻ cho mấy anh chị đồ coi cái vùng quê mình kia. Nói em giả xấu cha, nói em giả nghèo, nhà em giàu lắm này. Em biết lý do tại sao mà có mấy anh chị ghét anh đó. Rồi. Là ghét anh cái lúc hồi nãy anh nói đó, nói là ghét anh khúc đó đó. Thì nói ý em nhiều mà mình nói là mấy người kia nó nói chưa cho nó. Thằng này nó không có đâu, giả đó. Tháng là tới 800 chai. Còn này nó còn này mắc cười nè. Cái gì có mấy anh chị vô thương mình á thì nhắc nhở mình gì gì vậy này chia nọ gì này như kia. Cái có người vô á ghét mình nói như nè. Đừng có nhắc nhở nó. Nó khôn lắm, nó biết hết trơn rồi, đừng có nhắc nhở nó. Nhắc nhở nó không có nghe đâu. Nhắc tào lao không à, phải nhắc mà chỉ đúng thì mình chỉ tào lao. Rồi mình làm tào lao thì mấy người mà biết thì người ta sẽ nói mình không phải đúng sai nghe. Còn mấy ông tào lao nghe nhiều khi điện em cự em nữa. Điện cự em luôn. Tào lao bắt giới. Thì đó, giống như bộ em nói đó. Nhầm người chỉ hay, có chỉ thì đúng, có cảm ơn mấy anh chị nhiều người chỉ em học hỏi nhiều cái luôn, em làm lại em hỏi nhiều cái. Nhầm cha ha ghét ha chỉ tào lao bất xế không à. Rồi cự em nữa, em không làm cự em luôn. Điện anh đó không? Điện anh nói đúng không? Rồi chưa kể nữa cả nhà, nhắn tin trực tiếp cho em luôn chỉ. Thằng chồng mày quay clip nói chuyện xàm khùng quá, nghỉ quay đi. em ghim cái số điện thoại lên để em bán kèm đó cả nhà. Cái vô lấy số điện thoại em nhắn tin chửi cho chồng luôn. Quay cho cả nhà rồi xem mấy anh chị yêu mến vợ chồng em rồi người quay cuộc sống rồi. Còn mấy người đó mình cũng vui, mình nói chung mình cũng cảm ơn người ta luôn. Đúng rồi. Tại vì người ta xem biết mình rồi người ta mới có cái ghét mình, người ta mới vô mình lựng đó. Nhiều khi cũng cảm ơn mấy anh chị đó chứ không phải không có ghét mình vậy đó, em cũng thương lắm. Ai mình cũng thương mến tại vì người lạ mà trên này mình làm dâu trăm họ mà. Đúng rồi. Có mấy anh chị kêu khuyên mà làm người này là dâu trăm họ tụi em ơi, tụi con ơi này kia, có cô chú nữa, có cái chị là... có cái chị bà ủng hộ kèm em, bà bữa bà nhắn tin em có cái tin nhắn tiêu cực, anh Tèo cái bà chụp hình bà gửi qua cho em nói Mỹ Linh ơi người ta nói gì đó em có xem không, cái em mới trả lời là em có xem chị ơi, em xem hết trơn bình luận của tất cả chị em cô chú à, hay đừng có nản nghe em, hai chồng em đừng có nản nha, người ta nói gì kệ, trăm người ghét cũng có dạng người thương mà, đừng có nản nghĩ làm nghe em, tội nghiệp chị đó mà chị đó bà nhiều, không có nhiều người lắm. Còn mình số ít là ghét mình thôi, nó muốn dìm mình xuống, nó sợ mình làm như tháng mười mấy triệu, hai triệu này làm như nó sợ mình ghét mình giàu cái gì. Mà biết nhờ tụi em giàu cái nhà làm nghề này biết nào giàu. Đủ ăn là mừng, nói chung là cuộc sống bây giờ tụi em á, đủ ăn không thiếu nợ là mừng. Mừng lắm luôn á. Bệnh hoạn có cái để có chút đỉnh mình để đi bệnh viện, mình lo cho cái nhất là con mình, thứ hai là gia đình mình, vậy là ok tụi em cũng. Người thương dữ dài lắm. Dạ. Còn nhầm người ghét mình tại không biết cậy, sống là phải vậy nha. Anh tại mình nói thôi ha. Tại mình làm cái này thì mình nhiều người đăng ký thì phải có rồi đó. Còn người mình như mà bình thường đi, nói hỏi mấy anh chị đi. Trong gia đình thôi nội còn có người thương người ghét nữa, đừng nói chi mà như, anh em ruột trong nhà thôi.
còn thích không thích nữa giờ ở đó tại mà. Em thì lên nói cho vui chơi có cái quay rồi nói thôi chứ em cũng nói chung nhiều khi em cũng không quan tâm đó, mà nhiều cái nói cũng nghe buồn đó. Mình đọc cái comment á thấy mình kiểu như mình buồn, mình tức vừa buồn, tức tại sao ủa mình đâu có làm gì họ đâu mà họ lại ghét mình. Buồn là gì, là sao có nhiều người sao có cái tánh như vậy, có người thương người ghét vậy mới là cuộc sống muôn màu muôn vẻ vậy. Nhưng mà không mà. Từ ngày em bán kem tới giờ là em thấy có nhiều anh chị thương em lắm, kiểu như là em mình hôm bữa thì mình bận mình không ra clip anh, là bắt đầu là mấy chị mấy anh là điện vô điện Mỹ Linh cái này tèo sao em không ra clip, không ra clip đó, em bận thương vậy đó. Ta thương lắm, còn nhầm người ghét nó hai chồng bị chết đâu luôn chết luôn cũng được ừ là chết luôn rồi chứ. Thấy ghét rồi, nhầm người ta nói mấy ngày không ra clip rồi nghe hóng nữa mình đó, người ta bình luận lên nói trời ơi trời anh chị ra video em coi vui mừng quá, mà mấy kia nói sao mày không chết luôn đi. Cái này là kể như tâm sự cho cả nhà nghe thôi chứ không có buồn vì gì ai hết, cũng không có nói gì ai hết. Chuyện đó là chuyện quá bình thường, nói với chồng rồi sao thì em vẫn vui à, vẫn bình thường cả nhà. Thôi bây giờ nói cũng vậy đi, bây giờ kiếm gì ăn rồi nó bụng rồi đó, nó nhiều nó bụng quá à. Như sáng giờ cũng quay lại cho cả nhà xem, trời mưa không có lên nhà cha được, mưa từ hồi lúc đâu 12 giờ rưỡi đêm mà tới 6 giờ mấy sáng luôn mà vẫn còn mưa. Rồi Mỹ Trinh đi học mắc mưa luôn, rồi sáng cha chắc không có tô rồi, tô sợ trời mưa bất tử rồi nó bị tuột hồn hết, nên bữa nay cha đình chống không coi. Rồi bữa nay lên chảnh quay giáo sư xây tới đâu cho cả nhà xem nữa. Tính bữa nay lên chảnh ăn trực giáo sư mà ăn trực không được rồi, bữa nay ăn ở nhà, ăn tại nhà. Chén bọng. Chén này rửa mấy cái chén ở trên nhà trên á. Bữa nay mới mua đồ dí thì mặt nhìn thấy. Có đâu, bộ đồ này mua ở này cũng lâu rồi đó. Em mặc mấy lần, tại bữa nay em không mặc áo pháp á nên anh thấy cái áo nó lạ. Cái gì? Bèo sư tử, mặc bộ đồ gì giống bèo sư tử, màu da là màu da bèo sư tử. Đây, sáng nay không đi chợ, nhà có gì lấy đó, để sẵn trong tủ lạnh có nè, còn nè, lấy ăn luôn. Trời mưa thì có gì ăn đó đi. Này, đậu gồng. Ngon không? Ngon. Má dữ. Trời ơi, gồng non xèo luôn nè, anh thấy không? Chú chát, nãy chú chát. Như mấy trái dì leo non non không ha. Chút xíu mình đi ngoài để mấy trái cài của mình nữa. Biết là bữa này là món gì không? Món gì? Đừng nói kho mắm nha. Không, kho mắm. Bữa nay cục thịt heo ba gọi nè, ngon không? Cục thịt heo này chút xíu nữa cũng mắm, nhưng mà không phải kho mắm, cũng phải lẩu mắm luôn. Gì trời? Bữa nay em thịt ba gọi xào mắm guốc. Trời ơi trời. Đi vòng vòng cũng không thoát khỏi cái chữ mắm ấy. Thì anh nói kho mắm thì đâu phải kho mắm, mà lẩu mắm cũng không phải luôn, mà mình xào mắm guốc. Trời ơi, giờ chuyển qua tới xào luôn hả? Đúng rồi, xào mắm guốc lâu dữ vậy. Mắm guốc xào với thịt ba gọi này, mày cặp với chuối chát, với leo, với đậu gồng, với cà nữa thì nó nói vậy? Cái nắp nó giật. Trời ơi trời, không đi. Cái nắp nó giật. Mấy cà phê này chắc ngồi em hái miếng mồng tơi tía vô nấu miếng canh. Là xong bữa cơm của hai chồng mình. Quá đã. Hôm nay trời gió mà ăn chi mà ấy, vậy là cao sang rồi đó. Bữa nay mới hay nắng lên đây anh. Không nhận mưa mà đám mưa rồi, hôm nay dữ tợn luôn á. Chưa kể là trời gầm trời xẹt sáng lửa luôn á cả nhà. Em lúc nữa tối em đi ra anh Tèo chờ mưa mà kiểu nó tạt nước vô nhà nè. Em cầm cái đâu nhà bằng sắt mà em sợ luôn á. Sợ gì? Sợ cho đánh. Em sợ nó mình cầm bằng sét á, bằng sắt á, nguy hiểm á. Trời gầm hết biết lớn luôn rồi. Nhà mình với lại nhà mình tiền chế nhà thiết nữa, toàn là cây sắt không à. Thiệt chứ bộ lỡ xui xui sao mà tới ngày tới tháng năm xui tháng rủi sao nó làm cái ầm cái không nồi xum hết trơn. Wow. Giờ đi ra hái mấy trái cà với miếng rau đi ha. Rồi vô mình sẵn mình làm lượt luôn anh ơi. Đây nè. Quá trời non luôn anh ơi. Có đám mồng tơi nữa cả nhà. Không nhận đám mồng tơi này bà ngoại cho về trồng tốt dữ thiệt ta. Trên nhà ngoại bữa hổm lấy cái cây nhỏ xíu á, em đem về em ghim ở đây rồi em lấy cây trà em để mà cái lá cỏ này. Ồ lá bự bự không luôn. Ngon nhớt. Đã ha. Ừ, ngon thiệt. Anh ơi, cái mùng tơi tía này nè, ăn nó không có nhớt bằng mùng tơi trắng nha. Ồ đúng tê rồi. Tơi xanh mình hả? Tơi xanh ăn đơn ăn nhớt quá. Mùng tơi này ăn không có nhớt bằng. Mà ngon nữa, nó giòn nữa cả nhà. Nghe nói mùng tơi này ăn cũng trị bệnh. Nghe nói mùng tơi này ăn cũng tốt lắm, tốt hơn mùng tơi xanh. Ừ. Nhà mình có hai vàng luôn. Bên kia vàng mùng tơi, bên kia bữa hổm mấy cô lại bằng cỏ đó. Ừ. Em cho mấy cỏ mấy chỗ bẻ về mình nấu canh đó. Mình không ăn thì mình ăn không hết thì mình cho hàng xóm cho người ta ăn, chứ để em già hết trơn. Thế vòng vòng như thế có mớp hay là có trái cây này, trái này với kia nhiều là em bẻ cho xóm chứ. Nhiều khi cái mấy anh chị nói sao không hái mớp hái này kia phụ nấu gì cho cha mẹ đó ăn cho này kia ít nữa đỡ. Mà nói em cho lấy gì hái.
có móp nhiều cái hái cho chia chia một vòng xuống. Mẹ em nó chảnh cũng móp nhiều lắm đó nha ơi. Cái mùa là mẹ em trồng móp chứ. Ai vùng quê này người trồng ít vậy. Đâu bắt đâu mình trồng một đợt mà phải ăn quá trời ăn luôn nha. Ừ. Tôi hai cái ham trời nấu biết nhiều nồi canh luôn á. Nè, có trái cà nó ra nhỏ xíu thôi cưng à. Nè, bên này trái bự. Ra ní ní đã em. Thấy cưng à. Em mê nè. Anh ơi. Em mê xíu vậy. Ông nhận cái dàn cà này anh chồng mà vừa bụng mới biết à. Bông cà tím mà đẹp. Đây, trái cà này nó ở dưới đất em cắt luôn anh này. Cắt đi. Kề bên đó có trái bự bên đó. Thòng dưới đất. Đây nè. Cái này nè. Đã hả? Ham quá trời, ham luôn cái. Lùng lùng vậy mà ra trái nhiều vậy. Lùng lùng. Ta nói lùng lùng là phụ tùng của Nhật á. Ừ. Cao cao là phụ tùng tàu lao là ý anh nói, em nói anh tàu lao. Trời ơi là trời. Rồi, đủ rồi. Em tính hái hả luôn à. Cái nào bự nó già không mình hái để nó cứng. Mấy bữa hổng có con trái này nó ốm chứ nó già nó cứng nhắc à. Gỗ mùng tơi hai trái hai ba trái. Cái này là muốn cứng rồi nè. Đó. Đó không? Đó, bẻ ba trái đủ ăn rồi. Đủ ăn. Giờ vô làm cơm. Nắng lên mà không biết nắng được bao lâu nữa. Xin không là đi chẹp bẹp mà. Này có mấy trái đậu bắp nữa. Ngày vợ xàm ống guốc em hái đại mấy trái đậu bắp nè. Với thằng vô em kẹp chấm ăn thử ngon. Thấy nó đậu bắp non quá. Chả trái đủ ăn. Mềm mềm cái đầu. Cứng già. Già trái là đủ ăn. Trên này ba không trái. Mà già chứ. Già chứ. Quê dễ sống à. Bụng ngót em ghim à. Lên nè, bụng ngót à. Đó. Có bông nè, bông đỏ đỏ gì đó. Bông đỏ đỏ của bụng ngót. Bên này cái ớt đợt hổm rồi nè. Màu tím nè. Màu tím mới đầu màu tím này. Giờ cái nó chuyển qua cái nó đỏ gần như chín gục rồi. Cái ớt cũng tốt. Giờ vô cái nha. Hai đầu bắp kia tính vô vợ kêu bức xả luôn. Không có bức xả không cho vô. Nè, bức mới xả đây nè. Xả nhóc luôn vợ lên nhiều lắm. Biết như bụi luôn á. Em quay đi coi nhà xem. Mưa xuống đây một bụi nè. Hai bụi, ba bụi. Bốn bụi, năm bụi, sáu bụi. Ghim lên quá trời luôn. Còn đây là cái cây mẹ ngọt. Hồi lần lúc mới về cha chồng ngày trước à. Giờ nó bự lớn. Này mùng tơi xanh. Lên quá trời một ùm nữa. Ăn gì hết. Đó, quá trời luôn. Ùm của mùng tơi nè. Trái với cái gì tím tím này đẹp. Như cái đó là bông quá hay vậy. À. Nó. Sai. Ghét nhất ai sai. Chút xíu đừng ăn cơm. Thà anh ta tự làm. Tự làm có biết đâu, tự làm em không nhắc anh nha, mà sắc xả anh cũng có biết xả đâu. Nấu cái này là phải có xả. Xả bự hay nhỏ? Xả nhiều ngon. Sắc cái mịn mịn hả? Ừ, sắc mịn mịn bầm ra. Bầm như sả ớt gì giống như sả ớt vậy đó. Đúng rồi. Rồi đây anh làm nha. Ủa sao có con trái đậu bắp một à? Hai phải trái vậy. Yeah. Sắc mịn mịn đi. Nè, ấy đây anh sắc mịn cho rồi em làm thịt đi rửa rau. Bây giờ anh biết làm gì cho em không? Làm gì? Nhím lửa cho em đi. Lửa hả? Ờ, cho nó cháy cho em đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhúng lửa. Cái này em cắt thịt. Rửa rau xong, sạch rồi. Em cắt thịt. Rửa xong rồi đó. Ừ. Nè, đồ gồng với leo đồ kìa. Chuối làm sạch tới giờ. Em cắt thịt. Vừa vừa vậy đó. Nhỏ gì nè. Lâu chúng chưa ăn món này. Ừ, lâu dữ không ăn. Trời kẹp mà ăn với cơm nguội nguội ngon lắm chứ bộ anh. Cái món này à, mấy chị nào chưa có làm mà thôi. Nhìn theo vợ em làm cái này cũng được nè. Ngon. Có cái món guốc sẵn sẵn. Thịt kho món guốc. Món này à, cũng xào món guốc. Xào món guốc. Cùi cái món guốc. Món guốc đen á mình ha. Ừ, món guốc này là tôi chuẩn nước nóng. Guốc dạng món guốc
hủ người ta làm sẵn ta bán đó hả? Đúng rồi, làm sẵn bán. Cái guốc này là để mình ấy nè, chứ không phải mắm tôm kia phải không? Không, mắm tôm, tôm là riêng, con này mắm guốc là riêng. Phải mắm tôm ăn thịt cầy phải không? Đúng rồi, còn mắm guốc này là mình xào thịt. À, mắm guốc xào thịt với gì? Nhiều anh lấy nhiều nước nóng quá. Mịn như đó hả ta? Ồ bớt kem. Anh biết. Anh cứ lấy một tô, anh lấy một tô với anh có lấy nửa tô không? Quá trời tốt. Đây nè, mình khoai với miếng nước nóng lên á, cho nó có nước nước ngọt, rằng mình đổ vô thịt mình xào cho nó chín thịt. À. Nhiều đường. Hai muỗng bự vậy thôi. Để dành muỗng mình ăn tiếp để hết. Pha ra vậy đó. Pha ra nước vậy nè. Còn một hồi cái em lấy cái gây em lượt lại, nhiều khi nó có cát hay là có cái xương gì á anh. Cái cho nó mình chủ yếu mình lấy nước á. Một hồi mình xào thịt cho nó kẹo lại luôn. Nó thấm như miếng thịt. Rồi. Đúng rồi. Bỏ thơm. Guốc này ngon lắm. Mắm guốc này ngon. Lửa cháy quá, bắt là canh lên nấu trước luôn. Rồi mới xuống tất cả. Cho nước vô. Giờ mầm tỏi với lại củ hành. Để ra chén chút mình xấy thằng mình xào thịt. Vô là mình làm thơm hả? Thơm đâu bằng cái gì cũng bằng cả nhà chứ. Chả chợ thì người ta để ngày hay ngày nó thơm rồi. Mưa này là cái gì trồng cũng tốt. Đúng rồi, vậy chứ mai mốt mà sang năm là nữa là nhà mình đồ ăn thiếu gì anh. Tại năm đầu tiên mình về thì mình trồng hay không có được nhiều quá. Chứ sang năm mà, với lại hồi đó giờ mình đi bằng không, mình không có biết là cái mùa nào trồng cái gì anh Tèo. Cách thức này kia. Chứ trời ơi, mình nói thêm 2 năm đến đây là mình gành ghẽ là ở cái mùa nào mình trồng được cái gì được là mình biết hết trơn. Mày nhắm nở tới nỗi 2 năm hay là mới hết năm nay bể nợ đi em Dương? Vậy nước sôi dưới em cho cá vô nó canh. Cá này nó ngon thả vô nó chín luôn. Đúng rồi, cá này nó chín lắm. Niêm luôn nè. Đúng rồi. Niêm gia vị vô luôn. Chút mình cho miếng tỏi sấy vô, không có sấy mà tỏi thì mình cho tỏi sấy vô cho nó thơm, bám mùi tanh lên kìa. Ừ. Nó nước sôi mình bỏ vô vậy là nó cũng mùi tanh nó cũng lan tỏa nó bay đi hết rồi. Nấu canh mà sấy mà tỏi nhiều quá, canh này á, canh lá này nè. Sấy mà tỏi nhiều quá anh biết không, nó ngán á, ăn ngán lắm. Mình thấy mỡ nhiều à. Đúng rồi. Cho miếng đường. Cho cá chín rồi bỏ rau vô. Cá chín rồi cho rau vô luôn. Và hái gẹt không được 5 phút nữa. Có ăn nha. Có canh này. Sẵn. Không nhận cái gì không có gì dễ trồng bằng mồng tơi ha. Chịu lên chứ lắm. Chịu lên mồng tơi rau muống. Mà sống cũng dài lắm nha. À, mùa này mùa nắng rượu chứ là mùa mưa lên tiếp nữa đó. Vậy đó à? Nằm trong cái đó. Chứ gửi còn lên tiếp. Mà em thích ăn mùng tơi này hơn mùng tơi xanh nè. Em ăn mấy lần em biết. Mùng tơi chín giờ em cho tỏi sấy vô luôn cái nhà. Cho nó thơm. Nắp xuống để bên đi. Cái bắt cái chảo lên để xào thịt. Bây giờ mình xào thịt. Thơm ha. Tỏi hành vàng dành cho thả vô luôn. Nhiều cá vậy đó, cá thơm không? Nấu mà cá rất nhiều, nó thơm, nó ngon. Ồ, 2-3 cái muỗng nó nằm lắm thôi. Tỏi cả rồi. Thôi dành cho thịt luôn. Cho thịt mình xìu cho nó hơi chém cạnh á anh. Mình mới bỏ cái nước này vô, nước mắm vô.
cho nó săn lại hay là chín luôn, cho nó săn lại cho nó ra cái mỡ của cái bàn này luôn nè. Còn mình mới bỏ cái mắm ruốc này vô, mắm ruốc để sẵn rồi nè. Rồi thơm bắp nha. Trời ơi, sắp mưa mà có cái này mắm ruốc này nha. Ngày bài cặp chú chát rồi trà rồi nó đâu gầm thì nó hết bài, hết là cơm cũng hết bài. Mưa nữa rồi nè, mình nó miếng vàng xuống ẩm cho nè. Cái mỡ nó ra đó, bây giờ em cho nước ta mắm ruốc vô. Mắm ruốc vô mưa tới luôn rồi đó nha, luộc quá gầy đó ha. Quá gầy em cho ba cái mà cặn hay là gì đó nó dính lại nó sạch. Hả, dưới này nhóc còn đó. Mình ăn nó không, hồi mình ăn nó không bị cọm miệng của mình đó. Đó bây giờ để cho nó sắc cái nước này nó kẹo lại. Cộng đều lên. Bây giờ em nếm vô. Em nêm vô đường với bột ngọt vô đây. Tại này nước mắm nó mặn sẵn khỏi cần bỏ muối đúng không? Bỏ muối vô chắc khỏi ăn luôn á. Đó là hồi nó thấm vô trong cái miếng mắm này nè, nó màu đỏ tự nhiên luôn anh. Bây giờ em nêm vô luôn cả nhà. Tại trời mưa nói chuyện không lớn. Giờ đây 2 muỗng bột ngọt. 2 muỗng bột ngọt ha. Đường cho vô đây 2 muỗng đường dung. Hơi nhiều nhiều đó ha, cho nó dặn lại. Na này có phần mặn ngọt ngọt cũng ngon. Cái mà mặn chát không ngon đâu. Mình để cho nó sắc kẹo lại. Mưa nè. Bởi vì giáo sư sáng nó không có làm. Mưa hôm cái nãy trưa nắng nắng lên giờ mưa tiếp nè. Trời ngày nắng ngày mưa. Ồ ồ, nó kẹo vậy đó hả? Thơm dở dàng lắm. Cái này chừa miếng hơi hơi nước nước là mình chặt với dao á. Ừ. Mình nhấp xuống được rồi đó, dạ dọn cơm được đó này. Nhìn nước không lên nuốt nước, nước miếng rồi đó. Nuốt miếng rồi cơm. Như nữa. Giờ nhắc xuống. Xuống rồi dọn ra là vừa ha. Ok. Thịt kho mắm ruốc. À, canh mùng tây tím. Cá phi, con rau, đậu rồng, dưa leo, cà. Mời cả nhà dùng cơm với hai chồng em bữa cơm trưa cả nhà. Quá ngon. Mời cả nhà dùng cơm với hai vợ chồng em cả nhà. Mời cả nhà dùng cơm nha. Bữa cơm chỉ gì? Trời chỉ gì là ngon rồi đó. Thì nhà mình có gì ăn đó nè. Đúng rồi, cá cũng nhà, rau nhà, thịt thì mua ở chợ nhưng mà để không gãi nhà. Muốn đậu rồng nè. Mưa tới nữa rồi, mưa đi cho nó mát, quá trời nóng rồi. Ừ, kẹp mắm ruốc nè. Thịt mắm ruốc. Ủa cái này ngon không? Nó nhầy nè. Mở nhầy nha. Mặn mặn ngọt ngọt. Cặp miếng cà. Mặn mặn ngọt ngọt, có mùi thơm giữ mắm ruốc. Ngon không? Ngon, ngon. Món này bái tế luôn. Mấy chị làm món này ăn thử mới vậy. Ngon, ngon mấy chị rồi. Rau dữ không ngon. Quá đã rồi. Chấm vô. Mỡ mỡ á, nó béo. Ừ. Hay mời mấy chị với mấy anh nha, mấy cô mấy chú nha. Ừ. Anh ăn đậu gọng. Ừ, ra rồi. Đậu gọng rồi. Đậu gọng rồi. Bỏ 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 rồi. Chấm vô. Em ăn thử vợ em không dám ăn. Ừ. Ngon không? Giòn. Không có thấy ăn rồi tại em muốn ăn á. Ngon nhớt rồi. Ừ. Ăn sắm thôi nhớt. Đậu bắp. Cà nè. Ngon không? Này chắc ăn trừ cơm luôn anh Tèo ơi. Trừ cơm luôn á. Ngon thiệt lắm. Nên là làm anh chị làm thử ăn ok quá chứ. Ngon ngọt mắm mặn. Thơm mắm ruốc. Anh cho em món này mấy điểm anh? 10 tới. Món này 9 điểm. Ừ. Ngon hơn bún mắm không? Ờ không nói. Cái này dễ ăn. Ừ. Rồi mắm mùng tơi. Cà tím nè. Ăn chị bệnh luôn. Này nó mát. Chấm mắm. Cái này là mắm ruốc này ngon, không biết cơm ngon. Chưa, yeah, bữa nay chú Thư nghỉ làm nữa nè. Nghỉ rồi. Mưa gì đây đã, không làm được rồi. Ngày nữa. Cà, chắc rồi ha. Chắc ngon á. Giá kẹt ngon. Chắc.
chứ để chọn một mẻ hồ mà lỡ nó mưa bất tử rồi để nó chết hồ sao bỏ rồi chưa kể á, mình làm nó tuột hồ hết trơn, mưa nó tuột hồ hết trơn. Ừ. Nên trời nghỉ bữa hôm nay lắm làm cái rồi cho anh Cúc vô ha, bé ăn bé làm hai hay á, chú chắc cặp ăn dữ luôn. Cái này em thấy mấy cô nghệ sĩ người ta làm thì người ta bán lên anh Tèo. Thịt này coi, à? Ừ, coi trên Facebook rồi đó. Giờ ta bán cái này đầy trên mạng luôn á. À, thịt này rồi bỏ vô hũ về sao chẳng gì vậy. Nhưng mà cắt cục thịt không bự giống như mình đâu. Nhỏ mà. Mình làm nhà mình cắt thịt bự. Rồi khi nào ăn cái hâm lại anh. Mấy chị. Làm giống vợ em mà rẻ rồi. Ngon. Bỏ ra xuyên xuyên chút làm nhanh. Món này làm nhanh. Ừ, thịt dị vợ em vậy đó mà cũng ngon như cho nó đó. Nhưng mà mấy chị ơi, quan trọng là cái mắm guốc đó nha mấy chị. Mấy chị mua mắm guốc không ngon là làm cũng không ngon đâu. Cái này em mua mắm guốc có hiệu guốc tên Cuba. Ừ. Tại Cuba. Vì em ăn ở trên Hóc Môn một lần mấy lần này là em biết ngon rồi. Nên em về em kiếm cái hiệu này em mua. Hiệu Cuba đó ha. Đành lòng sơ hơi em đó hả, cái bài hát đó hả. Mùa hồng đang kết hoa đó. Ở cái bà cô đó vậy, bà cô đó bà chồng ra bài hát nó luôn vậy. Ca nghe tình cảm lãng mạn anh ca cái một thì em muốn xỉu ngang xuống dưới sông nghỉ ăn cơm. Thì ca hay nói gì vậy? Ca gì đâu muốn xỉu. Hiểu nè, mới đầu vô nè. Nắng vàng trôi theo con nước, tóc ai dài tôi nhớ tôi thương. Gió về miền nương cơm ngạt, nụ cười em duyên dáng. Vậy thương ngay không được. Ừ, mấy khúc đó hay gai dẻ gì đó, mấy đứa hay gai dẻ, mấy đứa dốt mà đặt hay gai dẻ là gì đó. Mà anh ca hay hiểu bột, em công nhận anh ca hay không? Sao kìa ca xuất quốc làm dính đầu đâu đó. Đưa hỏi mấy anh chị nó có hay mấy anh chị bình luận thế, em đều ca hay không anh chị? Tại ca cho mình vẫn dẫn mà em ca vậy chứ ca thiệt tình là ca ok, là em ca giống như ca sĩ ca đi tèo hát. Cậu bắp ăn. Ăn có sĩ canh kèm không? Có anh tự ra bị ra lên mà. Anh tự cho anh là ca sĩ gì muốn ra cho anh không? Có ai cho. Nhất lắm. Mình trồng cà này mình ăn được hai loại mắm mà không làm ăn được hai loại mắm rồi đó. Bữa hổm mắm kho phải không? Bữa nay mắm guốc xào. Mắm guốc xào này ngon. Mắm cơm ngon. Bữa nay ăn cơm đúng ngon luôn. Ăn món này quá. Miếng dưa leo nè, kẹp vô cũng thịt bự vô. À, thế nào. Mời cả nhà nha. Bữa nay lại măng bể bụng một bữa. Đây nó sao mập. Còn miếng ớt. Không phải là tự làm tự khen cái nhà mà ngon. Mắm này ăn ngon. Hết chén luôn. Mắm mà ngay ra mà nói gì nữa ngon. Mà mắm muối xào này dễ ăn lắm. Ăn không hết cái mình bỏ tủ lạnh đó anh. Cái bắt đầu bữa nào mình ăn nữa cái mình bỏ vô chén vậy nè. Mình để vô nồi cơm á. Nó nóng, ừ, đúng rồi. Nó nóng lại mình ăn nữa. Đậu cơm ăn. Đúng rồi. Ăn món guốc xào này nè, đậu gồng này ngay bài. Nhưng mà có đủ nha. Cà, dưa leo, đậu gồng. Chuối. Chuối chát. Mình cũng làm như ngay luôn. Ăn thịt vô nữa. Đó. Mở nhà nè. Đậu gồng này nhiều khi nhiều mấy anh chị mà không biết ăn á là ăn không được anh. Nó nghe mùi á. Mùi lạ. Ăn được ngon. Giòn thơm thơm cái hậu có đậu gồng riêng. Chắc ngon. Nó chuyển gấp nữa mà. Súng găng cái gì ăn nó chuyển gấp lắm chứ. Cơm ngon thiệt mà. Bữa cơm nhà không biết vợ mà vợ nấu đúng chất lượng. Với mình để bụng đói mình ăn cơm ngon nè. Với mình để bụng đói ăn cơm ngon. Giờ trưa luôn hả? Trưa rồi, 11 giờ mấy, 12 giờ luôn rồi. Trên học về. Chắc cần về. Ráng nghiệp đi học, mắc mưa. Chắc mưa từ nhà tới trường luôn á. Bữa nay thi á. Đúng rồi, bữa nay thi. Hôm học bài rồi. Tới 10 giờ mấy, 11 giờ mới ngủ luôn. Đập thủ lòng nữa, kêu em kiểm. Không biết làm sao, rất là hỏi. Không canh
cái bụng nó sao sao ăn có ăn hay có ăn ăn được mà sao nó ê ẩm à nó bị bớt nhậu lại đi trời ơi chua chua mà nhưng mà hơi ợi chua chua đó không nhiều dở bây giờ á đừng ruột mình á bao tử có HP đó nha có bệnh loại HP đó HP là có gì á giống như con virus HP vậy đó trong bao tử mình á ăn uống rồi nó trào ngược dạ dày nó làm cho mình khó tiêu á đâu hấp đâu mà giờ lớn hoài phải ơi mà ăn được mà ú luôn mà ốm ấy anh Tèo ốm từ đó giờ luôn nha bây giờ anh Tèo còn đỏ đỏ đó. Lúc trước mà anh Tèo anh em cả nhà mà có gặp anh Tèo mà lúc mà có nhiêu tuổi à 21 tuổi hả tôi xì ke không 21 tuổi tính tôi xì ke không thiệt luôn nhìn ghê đó ốm nhôm mà hai mắt hót chỉ có vợ em mới nhìn ra đặc điểm nhan sắc đẹp trai của em biết tiền mặn mà đó em biết sao mà em nói xấu gì mà em biết sao đó em thương em tiền mặn ở bên trong tại em thương anh là em không có nghĩ anh cái vẻ đẹp trai đâu nếu mà em thương anh mà em nghĩ anh vẻ đẹp trai thì anh đi ngủ đi nhan sắc cỡ này không được trai vuốt vuốt rồi tóc rụng như đồ ăn tao giờ tự tình thấy ớn tự tình thấy ớn em có chịu lòng bạn gái đồng ý là bạn gái của anh không thời gian quay ngược lại dạ. Không gì á có đẹp trai không ngon không không chưa làm con gái chưa làm vợ được không ồ tâm lý nữa tình cảm lãng mạn bữa nay ăn mắm guốc nghe tình cảm lãng mạn cái mùi rồi nha mùi mắm rồi nè quá tình cảm mùi mắm liền em cũng hai chén cột nó cái bụng mà sao nó nghe. Thì bữa nay mang cũng hai chén luôn á nha, múc hai. Nó bị chỗ này nữa cả nhà mà sao nó nghe không có đau nè mà nó nghe nó làm như nó thông thốn hơi vậy đó, nó không đau. Vậy nó cũng như ăn nó tiêu nó nằm như không biết bị bao tử không. Hôm qua bữa hổm đi khám có khám bao tử không? Đâu khám mà. Không. Khám ý là tay rút máu xét nghiệm hết. Ừ. Nhưng mới xét nghiệm hết thì men gan cao thôi chứ còn bệnh thận này kia phèo phổi thì ok hết trơn còn chỉ cái men gan hơi cao lại nhậu quá nhiều nhưng mà bao tử là mình phải nội soi biết hả ừ biết chính xác đâu chứ mà thương máu là những cái liên quan những cái bệnh mình bệnh này bệnh kia bệnh nọ thôi ừ còn nói gì về bệnh là anh cũng không muốn gành đâu bao tử anh muốn biết chính xác anh phải đi nội soi á nội soi biết nhưng mà nội soi bây giờ không có ghê giống như đó đâu nội soi giờ người ta nội soi bằng giống như kiểu bằng cái gì ta ta kêu cái gì trời đưa cây gì đút vô họng như đó vậy là nội soi thấu vô trong luôn hồi đó là hồi đó là ta đưa đường miệng bây giờ ta đưa bằng đường lỗ mũi vậy nó nhẹ nhàng hơn hồi đó là nội soi là ai nghe nội soi là ta sợ đó bây giờ ta nội soi kêu bằng gì quên kêu rồi trời kêu bằng gì cả nhà em quên này kêu bằng nội soi đời mới thôi video cũng tới đây cả nhà đón xem tiếp theo nha cả nhà cho hai vợ chồng em được đăng ký được like được bình luận được chia sẻ cả nhà chúc cả nhà sức khỏe nha chúc cả nhà luôn luôn sức khỏe và làm ăn thật là may mắn trong công việc cả nhà lúc nào cũng thương hai chồng em nha cả nhà bye bye cả nhà